Bác bán hàng ơi. Bác bán hàng đây. Anh cần tìm gì ạ? Anh đi không nhìn à? Anh tìm bác bán quạt. Vâng, em là bác bán quạt đây. Anh muốn mua loại gì? Anh muốn mua loại nào tốt tốt một tí. Không phải đắt đâu, nhưng cũng đừng rẻ quá. Thế chốt lại là anh muốn mua loại bao nhiêu tiền? Thì tùy em thôi. Đây, theo kinh nghiệm của em, anh nên dùng loại này. Dùng rất là tốt mà giá phải chăng. Cái này có thể lên xuống cao thấp được này. Gió mạnh, rất là êm. Anh có mua quạt thật không đấy? Anh mua thật. Em bảo loại này tốt đúng không? Vâng. Anh mua luôn. Để em thử cho anh. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em giới thiệu công năng, anh có nghe đâu. Anh nghe hết, không sót một từ nào luôn. Đây nhá, cái quạt này lên xuống được, nhiều gió, chạy êm, chuẩn chưa? Thôi, em không cần phải cắm đâu. Thế thì để em viết hóa đơn cho anh. Anh nhìn em quen quen. Quạt này 350, nhưng mà em lấy 300 thôi cho tròn. Vì anh đẹp trai đúng không? Nhức đầu quá. Em thấy công an các anh khó khăn vất vả, dân chúng em hỗ trợ thôi. Em gửi ạ. Quạt này mà có vấn đề gì anh mang ra đây được không? Vâng. Mà kể cả hết bảo hành, nếu mà hỏng anh cứ cầm qua đây, em sẽ bảo bố em sửa miễn phí cho. Anh cảm ơn. Vâng. Số điện thoại này là của em à? Không, của mẹ em đấy. Anh về nhá. Xã Tân Xuân này, trước đây nhà nọ sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm ấm áp, cởi mở lắm. Ấy vậy mà, từ ngày bán được đất thì so đo tị nạnh, hơn thua nhau từng tí một, tình cảm mất hết cả. Những đơn thư này đã được xác minh, việc tố cáo là không đúng, chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Em hiểu rồi ạ, em sẽ về Tân Xuân. Bây giờ công an chính quy người ta về xã làm việc rồi, không à uông như ngày xưa đâu. Các chú từ nơi khác đến không thể áp đặt luật và lệ làng. Căn bản chẳng có ai muốn gặp mấy anh công an đâu, hãi lắm. Mấy chị mày vi phạm á, thôi thì khó đấy. Gặp đấy gọi rồi, cho nó chết non đấy. Quan trọng nhất là phải gần dân, có được cái tình xử lý mọi công việc, nó mới dễ.